dòm sớm ta đi qua lại cái bên này nó cũng có cái đường đi. Vậy là thấy ngầu là ngay cái cửa đó, người ta cũng thấy ngầu đó, ta hỏi chứ mệt hay gì vô nhà vậy, nó ngồi đi nghỉ mệt hầu vô. Ba người con có chú hiện nay lớn chưa? Có nhỏ con gái và nó cũng khổ lắm. Nó có chồng, có hai đứa con, giờ chồng nó chết nó bỏ lại hai đứa con nữa. Giờ nó đang đi làm, nó cũng ra Bình Dương nó làm ngoài, mà giờ đi làm không được nữa. Thì nó bỏ nhà hai đứa con nó kìa. Nó hoàn cảnh nó cũng khổ nữa. Rồi đưa nó vô công ty luôn. Tôi xin quản đốc, tôi xin cho nó vô. Tôi xin 2 tháng mấy trời mới vô được công ty, mà vô được công ty rồi là mấy ngày sau là nó bước ra đi luôn. Là cái người tình đó là trong chung công ty với chú? Không, cái người tình đó là nó quen ở ngoài trước rồi. Giờ 3 đứa con tôi không biết đứa nào ở đâu có đâu chứ. Chú không có điện thoại được luôn ha? Không có được luôn. Còn đây là con gửi cho chú một, thay mặt chú chính là Việt Kiều Mỹ, con gửi cho chú 1 triệu đồng. Lại chú làm mua gạo thóc gì ăn nha. Cảm ơn. Xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay nghe một cái thông tin bất ngờ, đó là cái chú An, người mà vợ bỏ phải sống ở trong cái khu nghĩa địa, cô bác quý anh chị. Thì chú đã mất rồi. Và hôm nay thì đến đây để mà thăm viếng chú cũng như lần cuối ở trong cái khu mộ này. Và đi với buổi hộ hôm nay có anh Văn chú. Thì đến cái nơi mà của chú An thường ngày ở đó, thì hôm nay có chú Ba với lại chú Vũ. Chú Vũ là hôm trước hướng dẫn Bùi Hồ cùng với mấy anh em đi vô đây nè. Sống ở đây rồi mất rồi chôn ở đây luôn ha chú Ba. Sống ở đây chết trong đây luôn chứ sao giờ. Mấy anh Thọ anh đang xây. Cái khu này là cái khu nghĩa địa. Cái nơi này là cái nơi mà trước đây chú An còn sống thì chú An thường ở đây. Nó cái trại đó, cái chổng đó. Dạ. Vợ của chú thì bỏ đi, thì không con thì không có. Nghe nói là con của chú cũng mất đúng không chú Ba? Coi như là vợ bỏ đi, con thì là rể mới chết cách đây khoảng 3 tháng rồi. Con thì giờ nó tứ tán đi mà nó mặn đồ mình thấy nhỏ nhỏ không có đứa gái lớn à, còn 2 đứa nhỏ xíu à. Dạ. Buồn rồi cái uống rượu hoài rồi bây giờ. Đúng đúng vậy là buồn. Dạ. Buồn dùng cái vợ bỏ buồn uống rượu. Mà tội nhất có một cái này, ta cũng có cái chỗ ở này, ở trong cái chim mộ che cái máy trại ở đi tội cái đó. Dạ. Tội cái vợ ở trong cái chim mộ che cái cốc trời ở đại thân gần nhất ở trong cù lao này với anh với chú An. Đúng rồi. Dạ. Thì ba mẹ thì là ở đâu hả chú? Ba mẹ thì ở An Giang. Ba mẹ chú An ở An Giang, mà An Giang hiện đang là vùng dịch. Đúng rồi, vợ vùng dịch gì đâu được. Dạ. Thì hôm qua nay thì cái hậu sự của chú An thì đã lo được đến đâu rồi hả chú? Hôm qua nay thì trước nhất thì sau khi nghe tin chết thì là xuống nhà cái bên cái tổ từ thiện bên nhận hàng á, xuống dưới nhận hàng thí rồi đem về, cũng nhờ là anh em gần trầm sớm này người ta 2-4 người ta lại ta liệm xong thì mới kêu cát đá rồi liên hệ với cái đội mai táng là 2 giờ chiều nay mới là đem em xuống. Dạ. Yeah. Tức là hôm qua là đã đi xin hòm thí, tức là được tặng một cái hòm miễn phí một cái hòm từ thiện. Ừ. Chính là chiếc quan tài này đây. Đúng rồi. Rồi những người trong xóm tự tổng liệm luôn hả chú? Trong xóm thấy hoàn cảnh khó khăn vậy đó rồi tự lợi giúp đỡ nhau tổng liệm luôn à. Nhưng mà cái quy cách tổng liệm mình cũng phải biết chứ, còn nếu như mà một biết. Người thường mà làm đại thì biết chứ, có người ta hướng dẫn. Ví dụ mình mua chiếu rồi mua đồ ta gấu đồ này kia, đồ ta trà này kia, đồ bông gòn rồi người ta biết ta làm. Dạ. Trước khi đi ra ấy mộ thì mới mua
bánh trà cúng rồi mới đạo. Vậy là hôm qua nay bà con hàng xóm mỗi người góp chút ít. Đúng rồi. Để mà lo cho được cái đến người rồi. Ta có không góp tiền thì góp công, người thì góp chút ít để mà lo hậu sự nè. Yeah. Mà chú An thì trước kia là không có nhà luôn hả chú? Nói chung trước đây là không có nhà, chỉ vợ chồng đi mặn Bình Dương á, sau đó chờ vợ là mới bỏ đi mới buồn, mới về vừa trong này vừa này mới ở trên cái nền mồ này nè, chứ không có cái này nữa. Cái này thì chờ sớm nên thấy gì người ta che thì chú ở. Vậy là trước kia là ngay phía sau này nè. À chú đúng đó, đó ở trên đó đó, ở trên đó chứ không có cái gì cả. Ở ngay trước những tấm bia mộ, những phần mộ như vậy luôn á. À đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ thì chiều nay đội mai táng từ thiện á sẽ đến để hỗ trợ là di quan và đưa xuống dưới Hà Thổ. Hà Thổ. Dạ đúng rồi. Có một điều bất ngờ như thế này nè chú, thì con biết được rằng là chú An thì cũng buồn vợ con, cũng đúng có rượu chè. Nhưng mà khi mà chạy về đây thì mới hay tin là chú mất. Thì cái lý do tại sao chú mất thì lúc chú mất thì phát hiện như thế nào hả chú ha? Có nghĩa là trước đây đó, cũng 1-2 năm trước nữa là chú An này thường thường á là bị tăng xong huyết áp. Sau đó ngày hôm qua khoảng 11 giờ trưa á, thì dòm sớm ta đi qua lại cái bên này nó cũng có cái đường đi, thì lại thấy cũng ngồi là ngay cái cửa đó, người ta cũng thấy ngồi đó, người ta hỏi chứ mệt hay gì vô nhà vậy, nó ngồi đi nghỉ mệt hầu vô. Còn bị cái đường ít người ta đi nữa, do đó từ 11 giờ thì không biết ngã gục xuống cái chỗ đó đó. Chỗ nào chú? Cái chỗ ngay cái thùng đỏ đó đó. Thùng đỏ hả? À, chỗ cái, dưới cái ông áo xanh đứng đó. À, ngã gục xuống đó đó. Qua đây thì lúc 11 giờ thì một hồi sau 11 giờ thì ngã gục hồi nào là không hay. Ngã gục chỗ này hả chú? Khoảng 2 giờ mấy. Dạ. Ba thấy đó, nhưng mà người ta cái này. Ừ. Nó úp mặt xuống này luôn hả chứ? Ừ. Ờ. Căng lỗ nè. Người ta mới hỏi chứ bây giờ là vô được không, nó vô được. Thì lúc này người ta đâu đi. Khoảng 2 giờ mấy thì người ta quay cái người đó ta đi hỏi người ta trở lại. Thì ta gặp nằm chú nhủi này người ta mới la lên. Mới chạy ra đây thì chạy ra đây bỏ lên thì nó hước khiên vô trong cái giường đó đó. Khiên đó thì nó hước vài ba cái thì hậu đi luôn. Lúc đi cũng 3 giờ 8 phút gì đó. Rồi hôm qua nay thì cái chi phí mà xây mộ như thế này thì ở đâu hả chú? Cũng bà con gom góp hả? Có nghĩa là tôi tạm thời tôi ứng trước rồi bà con đóng góp. Dạ. Ví dụ xuống thì đầu mình mua người ta mình xuống chạy hàng thì người ta nói ở dưới chợ hàng này có đó, nhưng chiếu không có nè. Với mua bông gòn thêm, gối ôm đặng tắng cho nó đừng có ngã tới ngã lui á, thì tôi tự là xuất tiền ứng trước rồi sau đó bà con chiều chiều lại cái bà con ta đóng góp người 50, 100, 200 gì đó dồn lại. Chứ bản thân chú thì có lẽ là cũng khó khăn đúng không? Nè. Dạ. Ở vậy thì cái bên đây mấy chú bên đây là ở xóm lại phụ hay sao hay chú ha? Cái này anh thợ tránh thì mình thuê, còn lại anh em là phụ. Dạ. Mà đất này là đất của gia đình luôn hả? Đất của mà ông nậu để lại. Tụi nậu chú An á. Dạ. Đất của gia đình. Đất của gia đình. Chú là chú An là gia đình của chú An có hay biết về gì về sự ra đi của chú không chú? Hay là bởi vì sau khi như vậy bắt đầu điện cho hay. Dạ. Hay thì ở vùng dịch thì đâu có đò bọng đưa qua đây được đâu đi. Dạ. Với hơn ở vùng dịch ta đâu cho gì đấy. Rồi con cái này. Con thì bây giờ là một đứa thì đang ở thành phố nó bị F1. Rồi một thằng con trai giữa thì nó bị F0. Mà ba đứa đều bị cách ly chân rồi. Ba đứa tập trung gì dùng cách ly chân đâu đi được. Vậy thì vợ của chú có điện về không nghe chú ha? Không, cái này bị gì đã nó chấp nhận nó bỏ nó đi rồi dễ gì mà liên hệ. Giờ đi liên hệ chưa chắc nó nghe. Có cô gái đi shop rồi. Ừ. Ta có năng thả tự do mà. Ừ, dễ gì. Thôi, anh vô vậy vô trong đó đi chú. Thôi mình vô trong tí cho nó mát, nó nắng. Ở cái phần quan tài này là từ thiện cho đó ha chú. Từ thiện. Tôi nhận hôm qua.
qua hồi nãy xuống trả lời mình xin đóng góp vài trăm ngàn, người ta cũng không chịu, nên ta nói hoàn cảnh khó khăn quá à, ai người nhận tiền. Nói chung ban đầu á nó thì bị nó có cái này nè, bị dân ngồi ở trên này không nè, sau đó đây dần sớm thấy hoàn cảnh khó khăn quá nên ta mới hùng nhau, ta mới che được cái này. Chú ngồi đó đi. Dạ hôm nay thì con là bạn của anh Bùi Hồ, anh Bùi Hồ thì cũng biết đến hoàn cảnh của chú An. Hôm nay thì hôm nay con lại tình cờ con có duyên con biết được cái sự ra đi đáng tiếc của chú An á chú. Thì con gửi cho, giờ chỉ có chú là đại diện thôi, thì con gửi cho chú. Thì đây sẽ là cái số tiền mà của Mạnh Thường Quân đã ủng hộ vào trong quỹ mai táng cho những hoàn cảnh khó khăn của con. Thì giờ con trích ra để con gửi cho chú. Con trích của chị Tám ở Hồng Kông là 2 triệu đồng và con trích của cô Nguyễn Thị Hồng Nhung 2 triệu đồng nữa, thì ở phía Mạnh Thường Quân con xin gửi cho chú là 4 triệu đồng. Dạ, đây để chú có thể là chú xây mộ nè, rồi chú làm những bữa cúng cúng cơm trong thời gian tới để cho chú An được ra đi thanh thản ha. Tiếp theo thì cái phần Mạnh Thường Quân của em Nhân đó chú. Thì con cũng đại diện cho một chú giấu tên ở Mỹ, Việt Kiều Mỹ, thì gửi cho chú, gửi cho ủng hộ mai táng cho chú An là 1 triệu đồng ha. Dạ. Gì nữa không? Dạ. Không thì tôi xin đại diện cho gia đình cũng cảm ơn hai chú, cảm ơn những cái người tài trợ để hỗ trợ giúp cho em nó được thế này, thì tại vì gia đình cũng cảm ơn con chú, cảm ơn cái người tài trợ. Rồi con cảm ơn chú. Chắc có lẽ là anh em mình sẽ lên thắp nén hương. Cái nơi mà trước đây chú An đã từng sống ở đây sau khi mà chuyện gia đình của mình không hạnh hạnh phúc, và nơi đây, chỗ này là chính là nơi chú An cuối cùng sẽ đi xuống kia. Và hôm nay thì rất là bất ngờ khi mà Bùi Hồ cũng là em nhân chứng hay một cái tin vô cùng sốc như thế này. Và chắc các anh thợ ở bên đây thì vẫn đang chuẩn bị để mà chiều nay 2 giờ bắt đầu hạ thổ. Và anh đây là nơi an nghỉ của chú An, chỉ đến đây để chia sẻ khó khăn với lại gia đình người thân của chú An, cũng như là mong phương linh của chú được sớm siêu thoát.